Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Dù hội nghị có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã trao quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Với sự tín nhiệm của Tổng Bí thư và Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân hứa sẽ làm hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục kế thừa sự nghiệp xây dựng thành phố của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân thành phố. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, công bố quyết định của Bộ Chính trị. Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2015-2020, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy, được điều chuyển làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Đồng chí Đinh La Thăng chân thành xin lỗi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố và mong được tiếp tục ủng hộ để sửa chữa lỗi lầm, làm tốt nhiệm vụ mới.